khỏi biển rồi thì xe taxi chở tới cái marketplace này, giống như cái chỗ trung tâm shopping. Cái đảo này tên là Grand Bahama. Thì nó bán mấy cái đồ áo quần, đồ lưu niệm hay là những cái đồ. Nó có cửa hàng miễn thuế là kiểu Gucci and Tax Free. Cửa hàng Yeah, we need to go that way. Yes. Feel like not so many people here. Jin, Vlog 101. Anyone in my back? I thought this brown screen will be useful, but it's too small. I cannot even see myself. Yeah, right yeah. Now. Huh? No, why? Trong khu mua mua sắm của cái đảo này có một số nơi mình có thể ăn uống ở nước này là có nhà hàng với lại ăn trưa với lại có yeah, we feel a little bit. Huh? I feel a little bit. You're a little bit dizzy? Yes. Rồi ăn xong bây giờ về lại chơi xe bus, về lại thuyền. Hết một ngày ở đảo. No, thank you. No. Yep, we're ready to. I'll see you guys on the board. Oh, bạn đang nhờ người ta làm cái hòa luôn. Today you want to be in the middle? Yes. We just want to stop on, okay? Right, a good handwriting. Alright. Alright. Get one more for. Một bên là Hằng. Một bên là Jun. Một bên có cái ngày là 27 tháng 5 năm 2019. Wow. Có nhiều cái. Get one for one. One. Uh-huh. One and John. Uh-huh. One and Selena. Okay, got it. Thank you. Alright. Those are art. Thank you so much. Yeah, he's awesome. He's right, awesome. Okay. Yes, very nice. Yeah. Oh, you live on the same boat with us, right? Is The same small. Honey, they when we check in, they behind us and then they stay on the same level with us. Oh, really? You remember? Yes. You guys going to the party tonight? This is probably going to be a cruise party. They do? Yeah. I think a last night party. Oh, really? We were so tired and we fell asleep. We was up last night till like 2 in the morning. Oh, we party really? All night. No, how about tonight? Tonight yes, too? Yes, yes. Where? What floor? 10, right there. 10 floor? 10th floor. And what the name of the, is the bar? On the poolside bar. Oh, on the poolside pool. Where they dance? Yes. We go down the bar. Yes. Right. Yes. At 10:30 I think it's starting. Alright, see you then, okay? Bye Bahama. You're good. See you in another life. Cái này là cái thuyền. Cái thuyền bên với Chun đi nè. Cái cruise. Cái này ở phía sau rồi. Đi tới bên kia là thấy được cái phía trước. Chun đang mua nước. Anh đi, hi. Okay. No, I'm good, thank you. Đây nè, cái thuyền là hai bên mạn thuyền nó có mấy cái tàu cứu hộ. Đó, giống như đó, mấy cái tàu cứu hộ nằm trên hai mạn thuyền. Thuyền này bên thấy cũng có nhiều người lắm. Nhiều người. What you want? Mango Bahama. Mango Bahama? Mango Bahamas Duret. Okay. We are going back to the US now. Yeah, bây giờ đi về lại Mỹ thôi. Hello. Đây là cái tàu này.
Cái tàu này so ra thì nhỏ với những cái tàu khác, tại vì tàu này đi có 2 ngày thôi bạn. Còn mấy tàu kia đi 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng. To hơn. We can connect. Bye. Bữa tối cuối cùng trước khi về lại Mỹ, bây giờ cùng mời mọi người xem thử trong nhà hàng buffet của cái thuyền này có cái gì nha. Juice. Nước. Đó là nước. Ở đây là có salad. Salad. Salah and his friend. Masala. And bread, not but me, okay? Oh. Bread, not but they have Indian rice. Ah, they have rice. Yeah. Oh, they have rice. Chicken, ah. And fish. Fish chips. Oh, they have desserts. Dessert, you good? Everything good. Say bye. Bye. And the casino. Who's winning? I own the machine. Hồi nãy bay mới chuẩn là ở tầng 9, còn bây giờ là tầng 8 nè. Tầng 8 có một nhà hàng nhìn cũng sang trọng. Mấy cái mô hình mấy chiếc du thuyền. This one no right? No, not that one. Yeah. Not this one either. Not this one. Caronia. This is the boat. No, this boat is very long time ago. 1911 until 1935. Yeah, they were very old. Titanic. No, not Titanic. It's the Olympic. Olympic, yeah. Like it looks so real, huh? Yeah. Okay. Board game. They have game, yeah. Mấy người ta mới có mấy cái trò chơi cho mình chơi nè. Có mấy cái trò chơi triệu phú ở bên này nè. Yang Tê. And Monopoly. Monopoly. Hay là triệu... Cool. Mẹ, trên thuyền cũng có phòng chim này mấy bạn. Just walk away. They have some machine, chest and the back. That's it. Okay, nothing else. Very small dumbbell. Yeah. The leg machine here. Yeah, leg. Well. But it's outside, honey. What you looking? It's outside. It's the kids' pool. Is it? Yeah. Oh. This is where we take the photo, right? Yeah. Oh, nice.
that bicycle. They have bumpers there. Yeah. Out of service. You picked the one out of service. The short one. They have got all the machines. Yeah, right? Everything you need. Oh, there's a strong girl. Sick. I'm so sick of you. Let's go home. Yeah, let's go home. Go. Trên đường về sẽ cho mấy bạn thấy có một sự, có một cái phòng mình cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Đó là phòng làm nail. Mọi người thấy không? Phòng làm nail có mấy chai nước sơn ở trên kệ đó. Đó, phòng làm nail. Đây cũng thấy ngạc nhiên hả? Nói chung trên phòng là cái gì cũng có. Ở đây thì làm spa, làm chăm sóc da mặt. I think they are very close for the day. Yeah. Yeah. Casino. Casino. Oh, they have a game room. Come over here. Mấy người bây giờ này có một cái phòng chơi game. Nói chung là bên thứ hai phòng hồi nãy bên ở phòng kia cũng có, bên đây cũng có một cái phòng game riêng, rồi có cái phòng riêng cho con nít nữa. Phòng cho con nít chơi riêng với nhau. Chơi game. Mấy bạn thấy hôm nay lên đảo đó, đi biển, cái biển cái nước màu, cái nước biển nó đẹp dễ sợ, cái nước biển nó xanh mà nó trong béo luôn. Chỉ có điều là ở dưới nó có nhiều đá, không cát ở dưới chân không có mịn như là ở Việt Nam mình. Thì đó, nhưng mà cảnh đẹp. Cái này hố gì đâu thế? Getting the sunset. Yeah. Thắm lắm. Almost there. Nè. Chào cả nhà. Thì ăn tối xong, Ben với Jun đi ra trước ngắm cảnh, ngắm hoàng hôn, mặt trời đang lặn. Sun is setting. Yeah. Thì trên chuyến tàu này á là ăn á, được buổi sáng ăn miễn phí á, nói chung cái buffet đó hầu như là cả ngày miễn phí, rồi nước uống cũng miễn phí, rồi cái vé đi lên trên thuyền này á, thì một người là hai đêm á, là một đêm là 59 đồng, hai đêm là 118 đồng, 118 là hai đứa Ben là hai khoảng chừng gần 250, rồi tiền thuế cộng này nọ kia nữa 150 nữa là hai đứa 400, rồi hôm nay đi ra ngoài đảo ăn uống mua đồ lưu niệm này nọ thì cũng hết 100 đô nữa, thì là trước đi này hết 500 đô cũng được. Thì chuyên thích đôi giác của Ben đó. Thì nếu mà cuối tuần mình có được 2-3 ngày rảnh rỗi thì đi cái này cũng được, tại vì không có cần phải bay đi nơi khác, đi ra biển ngắm cảnh. Rồi nếu mà gặp trời mà không có gió lắm á thì thuyền nó không có lắc lư nhiều thì không bị say. Với lại gặp trời đẹp, nhiệt độ thích hợp, không có nóng lắm. Chun với Ben hôm nay đi tắm đen rồi đó, nhanh thui. Dạ Ben nhanh ăn nắng nhưng mà cũng nhanh nhã.
Oh, they cover the pool. I didn't see. Yeah, they cover the pool. When did they cover the pool? They just done it now. They just did it now, right? Yeah. This is fun. What do you think about the Tripoli? What do you think about your first cruise? Oh, it's pretty nice. Last night, this time, I already fell asleep, so I don't know the view is this good, you know. I want to talk to the sunset. Yeah. Ngày hôm qua giờ này Jun ăn Jun lên thuyền bị say sóng, ăn xong cái đi ngủ mất. Hôm nay hai đứa mới ngắm mặt trời lặn nữa. Nói chung đang ở ngoài biển trời rất là mát, trời mát mẻ, nhẹ nhàng. Với lại cái quan trọng là không có sóng điện thoại, thành ra không có ai gọi, không ai nhắn tin, không có email làm việc, không có gì hết. Thành ra hai đứa được hưởng trọn vẹn cái kỳ nghỉ này. Is it time to say goodbye? See you in Fort Lauderdale. Yeah, see you. Yeah, we're going. Chào mọi người. Going to drink. Thành phố bạn Fort Lauderdale. Bạn với Jun đi drink and party đây. Yeah. Let's party. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người. Video clip tiếp theo. Yo. Yo. Bye.